Oraco là một trong những đối tác chiến lược của Thermax tại Việt Nam. Khi Thermax FX vừa ra đời thì Oraco đã tiếp nhận ngay lập tức và đầu tư công nghệ Thermax FX để phục vụ cho các khách hàng thân yêu của mình. Thì chúng ta biết Thermax FX là một công nghệ trẻ hóa da, không xâm lấn và được gọi là công nghệ trẻ lại 10 tuổi ngay lập tức chỉ sau một lần điều trị. Kính chào quý vị, chúng ta bắt đầu tiến trình điều trị công nghệ Thermax FX tại Oraco và đây là đầu tiếp điều trị của Thermax FX. Đầu tiếp chính hãng thì ta thấy có cái số rep, số lô và nếu quý vị có thể kiểm tra thì chúng ta vào hotline hoặc vào website thermaxvietnam.com. Và đây tôi bắt đầu gắn cái đầu tiếp vào tay cầm điều trị của Thermax FX. Quý vị có thể xem, khi chúng ta gắn đầu tiếp vào thì thể hiện tất cả là 900 shot ở đây. Hiện tại chúng ta chưa bắt đầu điều trị cho nên nếu cái số shot sử dụng rồi là zero thì một chốc nữa tôi đánh hết cái số 900 này thì cái số 900 này sẽ chạy lên đây và chúng ta sẽ có tổng năng lượng điều trị ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm điều trị. Trước khi điều trị thì mặt của chị Quỳnh thì có một bên nó hơi to chút xíu ha. Thì trong quá trình điều trị thì bên đây mình sẽ điều trị số xung nó nhiều hơn là khoảng 500. Bên đây là 400 xung. Thì cái Thermax FX thì ta có thể chia cái số xung ra. Thì bên nào chúng ta cảm thấy có nhiều vấn đề hơn, có nhiều dấu hiệu lão hóa hơn thì chúng ta sẽ điều trị tập trung cái bên đó nhiều hơn. Khi soi gương chị thấy là cái rãnh mũi má, cái quầng mắt, cái cung mày và cái miếu mình nó rõ lên rất là nhiều. Và cái mặt của chị hiện giờ là thấy rõ ràng là bên mặt bên đây thì nó gọn hơn rất nhiều so với mặt bên đây. Mặt bên đây là cái vùng má chảy xệ nè, cái râu rồng và cái má của chị hơi bên em hơi bị phệ thì nó vẫn còn nhiều. Còn thấy bên đây thì nó rõ rệt, nó có sự cải thiện rõ rệt về độ nâng, về độ căng cũng giống như là về những cái đường nét trên gương mặt. Và cả cái đường viền hàm nó cũng nhìn nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Gần 40 tuổi rồi, có rất là nhiều khiếm khuyết trên gương mặt mình. Ví dụ như là rãnh mũi má rất là sâu, rồi quầng mắt, rồi những cái mí của mình nó cũng sụp rất là nhiều. Thậm chí cung chân mày của mình cũng sụp rất là nhiều. Cho nên là chị chọn cái công nghệ Thermax, đặc biệt là Thermax FX hiện tại để cải thiện và để làm cho gương mặt mình trẻ hơn, đẹp hơn. Sau khi điều trị xong thì cái đường viền hàm, cái jawline nó sắc nét hơn, nó thon gọn hơn. Và cái rãnh mũi má, cái nasal level fold nó sẽ nâng lên rất là nhiều, đặc biệt hai má nó lifting lên. Thì hôm nay chúng ta thấy cái hiệu quả như này là 15-20% thôi. 2 tháng sau tốt hơn, 4 tháng sau tốt hơn nữa và đặc biệt là 6 tháng sau thì chúng ta thấy cái hiệu quả tối đa sẽ được nhìn thấy. Với Thermax FX thì cái hiệu quả nó cao hơn rất là nhiều so với cái Thermax thế hệ trước. Thì với Oraco, đặc biệt với các bác sĩ được huấn luyện tại đây thì các bạn, cái quý vị rất là an tâm là có thể đến Oraco để điều trị. Đặc biệt là với công nghệ Thermax FX sẽ mang lại cho mình trẻ nhất là 10 tuổi nhé.